Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ like, đăng ký cập nhật video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp ăn chia tổng giải thưởng là 50.000 USDT token Polyfossi nè các bạn. Thì con này được xây dựng trên nền tảng của Polygon Matic nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mở link phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên follow Twitter nữa nè. Trên Twitter nữa các bạn follow các bạn. Đây thì trên Twitter chính thức của nó đó các bạn yên tâm mà làm dáng này. Tiếp tục các bạn copy biến hashtag này nè, từ chữ Airdrop tên chữ Polygon Matic luôn nè. Các bạn vào đây các bạn like nè, các bạn trình dẫn cho tweet nè, các bạn dán hashtag nó vào và tăng ba người bạn mình vào nè, mình trả lời này. Sau đó các bạn bắt up lên nè, rồi các bạn xóa hết tất cả các trang mạng xã hội nữa các bạn, xóa kênh Telegram đó nè, một kênh này tới ba kênh nữa ta, hai kênh ba kênh. Tiếp tục thì các bạn subscribe kênh YouTube luôn nè, rồi bạn đăng ký xong thì bạn bắt đắp lên nè. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn dùng địa chỉ ví Polygon Matic nha các bạn. Thì các bạn có thể dùng địa chỉ trên ví MetaMask của mình nha các bạn. Các bạn chờ xíu mà. Khoan các bạn, chờ mình lấy ví các bạn. Rồi trên ví thì MetaMask thì các bạn chọn mạng Polygon Matic nha các bạn. Các bạn chờ xíu. Rồi tất cả bạn muốn nhận nè, bạn copy đi chỉ này của mình nè các bạn, rồi nhắm vào một account lên nó sao chép nè, rồi bạn dán vào đây, rồi tiếp tục con điền lại username tại Twitter bạn đã cho đã follow dán nè, VN9. Tiếp tục con điền lại username Telegram bạn son cho góp Roman 123 4 số 3. Tiếp tục các bạn gửi lên channel YouTube của tất cả các bạn nè. Thì kênh channel thì bạn nhấp vào avatar của mình nè, nhấp vào kênh của bạn nè, các bạn nhấp ba kênh cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè, sau đó các bạn sao chép liên kết nè các bạn, rồi các bạn dán vào đây nè, rồi Ari Airport bấm xét nha các bạn, watch in su ghép cái này thì các bạn điền giúp mình là a còng anh 4 số 3, mình gọi lấy phần link mô tả cho các bạn nha các bạn. Sau đó bạn bấm gọi là xong. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp anh chia tổng giải thưởng là 50.000 USDT tập cần Polyfossi đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình xin tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.